Hello, chào tất cả mọi người. Và hôm nay chúng em sẽ đóng đi những cái can nước khử khuẩn cũng như là những cái combo khử khuẩn Alpha để cho tất cả mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan chúng ta có để mà chúng ta phòng dịch nha. Ngày hôm nay thì thật sự là cái con số mà nhiễm dịch đó, nó đã đến cái giai đoạn gọi là báo động rồi cả nhà ơi. Và ai trong số chúng ta nếu mà chưa bị, chúng ta đừng để bị cả nhà. Vì ai cũng biết là cái hậu quả của Covid để lại nó rất rất là nghiêm trọng luôn. Và ngày hôm nay đây là chú mình nè, em mình nè, đang đi những cái can nước. Và bên em á thì Alpha nó sẽ có 3 loại. Một cái loại đó là cái can nước 20 lít như thế này, mọi người thấy không? Can nước 20 lít. Còn một loại đó là can nước 5 lít. Còn một loại tiếp là cái chai xịt 500ml nha cả nhà. Và từ hôm nay là ngày mùng 5 rồi nè, mùng 8 tới đây là cái quốc tế của phụ nữ, quốc tế phụ nữ. Nên ở bên Alpha người ta cũng có một cái chương trình, đó là cứ một cái can nước như thế này, chúng ta sẽ được tặng thêm một cái chai 500ml cộng với lại một cái bịch kẹo sâm để mà chúng ta tăng cường sức đề kháng mùa dịch. Nên hầu như là ai cũng tranh thủ hết. Em thấy ngày hôm nay là tất cả các anh các chị lên đơn rất là nhiều luôn nha. Thứ nhất là cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Alpha. Cái loại này là loại nước khử khuẩn để mà chúng ta phòng dịch, mà nước khử khuẩn mà nó không cồn cả nhà, và nó rất là an toàn, an toàn ngay cả trẻ sơ sinh luôn á cả nhà ơi. Và nếu như mà ai chúng ta cần bảo vệ sức khỏe thì Sài Gòn này vẫn nghĩ là không lạ gì với nước khử khuẩn Alpha hết, vì ai cũng cần cái sản phẩm mà nó không cồn, thứ hai nữa là nó an toàn. Để làm gì? Để khi mà mình xịt, mình phun khử khuẩn hết cái nhà của mình. Đặc biệt là cái giai đoạn này thì F0 cách ly tại nhà chắc chắn là rất là nhiều luôn. Nhưng mà thường mà chúng ta cách ly tại nhà rồi thì chúng ta sẽ cần một cái nước khử khuẩn để mà chúng ta xịt phun hết sau khi mà chúng ta khỏi bệnh, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bình thường mà chúng ta cứ xịt phun những cái loại mà có cồn thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng gọi là cháy nổ. Nhưng mà ngày hôm nay đối với loại này thì nó là không cồn, nên mọi người yên tâm là khi mà mình xịt hết tất cả những cái không gian của mình, hoặc là ví dụ như mình hết Covid rồi thì mình sẽ xịt cho cái không trung của mình nó, thứ nhất là nó thoáng, thứ hai nữa là nó sạch virus. Thì chúng ta cứ dùng cái loại nước khử khuẩn Alpha này nha cả nhà. Và cái can khử khuẩn Alpha 20 lít là cái lợi nhất của tất cả mọi người. Vì hiện tại lúc trước mình mua một cái can 20 lít như thế này nè, 20 lít như thế này thì chúng ta chỉ có cái can nước đó thôi. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta mua cái can 20 lít như thế này, có cái chương trình dành cho ngày 8 tháng 3 thì chúng ta sẽ được thêm một cái chai. Cái chai này là cái chai Alpha 500ml, cộng thêm một cái bịch kẹo nữa. Cả nhà thấy không? Đây, thương hiệu Alpha đang ở đây. Cộng thêm một cái bịch kẹo sâm để mà tăng cường sức đề kháng của Hàn Quốc. Và cái chai 500ml này là cái bảo bối của tất cả mọi người nha, để mà chúng ta đi ra ngoài đó. Chú đi nha chú. Đây là tất cả những cái combo. Cái này combo thì nó sẽ gồm đó là một cái thùng nè, thứ hai nữa là cái can, và cái thứ ba nữa là cái chai nước khử khuẩn, và cái thứ tư nữa là sẽ có remote điều khiển từ xa. Và cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc mọi người, nên nếu mà nó có cái remote điều khiển từ xa thì rất là ok nha. Dạ dạ dạ. Rồi, bye bye chú nha. Rồi cả nhà ơi, nếu như mà ai đang chúng ta đang cần một cái sản phẩm mà để mà khử khuẩn an toàn thì cái nước Alpha này tôi nghĩ là rất là ok trong mùa dịch này nha. Và hiện tại là những cái sản phẩm mà để mà nó phòng dịch thì tôi thấy là nó cháy hàng luôn đó cả nhà. Ngay cả bên luôn những cái gối xong nè, hoặc là những cái chai xịt mũi nè, những cái chai xịt họng nè, và những cái chai xịt như thế này là mấy ngày hôm nay cháy hết. Trong cái giai đoạn này thì tất cả những cái vật giá nó đều leo thang hết nha, từ ga, từ cái tép, từ xăng, tất cả lên hết. Nhưng mà với riêng Alpha người ta vẫn giữ giá niêm yết cho mình nha cả nhà. Ok, cả nhà thấy không? Và tất cả những cái đơn của mình đang đi, và hầu như là cái ngày nào cũng tiếp khách là toàn Alpha hết đó cả nhà, rất là ok.